Thưa quý vị, sáng nay 16 tháng 11 tại chùa Tân Bảo, thành phố Lào Cai, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Sự kiện này còn là dịp kêu gọi cộng đồng chung tay chia sẻ, quan tâm hơn đến những tổn thất, mất mát của các nạn nhân tử vong, gia đình có thân nhân tử vong, bị thương tật do tai nạn giao thông. Tại lễ cầu siêu, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh kêu gọi người dân trong tỉnh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông, cùng xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Cũng tại buổi lễ, các đại biểu cùng tăng ni Phật tử và người dân đã thắp hương tưởng niệm, cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, đồng thời chia sẻ thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại và gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có thân nhân không may qua đời do tai nạn giao thông. Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2024, toàn quốc xảy ra hơn 19.700 vụ tai nạn giao thông, hơn 9.000 người thiệt mạng, gần 15.000 người mang thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em xảy ra gần 2.000 vụ, làm gần 800 trẻ thiệt mạng và hơn 2.000 trẻ bị thương. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng đã xảy ra 168 vụ tai nạn giao thông, gây thương vong cho 200 người, trong đó 63 người chết. Những con số đau lòng trên vẫn là bài toán nhức nhối, đặt ra nhiều suy ngẫm cho mỗi người về ý thức chấp hành luật giao thông.